Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người, mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Linh đây. Ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với những cái chuyên mục ngoài là có vẻ cũng rất được nhiều sự quan tâm của anh em, đó là khám phá kho đồ của một số nick xịn sò con bò. Thì ngày hôm nay thì mình được một bạn tên là Nhi, sinh năm 2000, đã cho mình mượn cái ạc này để sâu kho đồ cho anh em xem. Một bạn đây, thì anh em đã nhìn thấy ảnh rất xinh gái và sinh năm 2000, một gọi là gì nhỉ, gọi là một cô gái xinh đẹp đi, với một đầu tư một cái nick phải nói là cực khủng, có lên trị giá trên 100 củ cơ. Mình được gọi là thông báo vậy thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ vào kho đồ để xem là trong nick của cô gái tên Nhi 2000 này thì sở hữu những cái gì. Thì chà mạ ơi, đầu tiên sẽ là cái phần xét đồ nha anh em. Đây, rất nhiều đồ xịn sò, đồ hiếm hiếc, rồi là đỏ điếc các thứ đầy đủ. Bikerly rồi ABCXYZ gì đó. Đây vẫn chưa phải là phần khủng nhất đâu anh em. Thì nick này sở hữu cho mình rất nhiều những cái bộ đồ anh em ạ. Mặc cả năm không hết, mặc đến chết luôn. Đấy, mỗi trận ra thành một bộ mặc cho chơi cho nó vui. Đây, bộ này hình như là lạp mốc, hình như đâu đó mình nghe cái không nhầm là 10 củ đúng không anh em. Hình như vậy nha. Đấy, đồ đạc này, quá trời đồ. Chú Choa mà ơi, đồ này thì mặc bao giờ mới hết bạn ơi. Em nhìn thấy không, quá trời luôn. Đấy, một cô gái sinh năm 2000 của chúng ta với một gia thế đồ sộ thì cô ấy đã có một cái đam mê, đó là chơi game. Mà còn game của cô ấy chọn chính là PUBG Mobile. Và không những đam mê chơi game mà cô ấy còn có đam mê khác, đó là sở hữu những món đồ tiền tỷ, đam mê thời trang đó mà. Ôi, anh em nhìn thấy không, có quá là nhiều đồ đi. Mặc như cái này thì bao giờ mới hết, mỗi trận ra thay một bộ mặc mệt nghỉ không hết luôn. Đồ tím, đồ xanh, đỏ, tím, vàng thì quá nhiều. Ôi, anh em nhìn, kéo cái kho đồ thôi mà mướt hết cả tay. Ai, quá xịn. Đã cùng đến với hòm mũ xem nào. Ui, cũng không kém phần long trọng đâu anh em. Dòng phượng là đầy đủ hết. Chú Choa mạ ơi, các thứ. Đây là đầu, cái bộ này là bộ thổ dân đấy, xịn sò con bò. Ui, anh em nhìn cái kho mũ này, thể loại gì cũng có mà nhạc gì là cô ấy cũng nhảy hết, quá trời giàu. Trời ơi, một cô gái 2000, một cái đam mê thời trang phải nói là bất tận. Đây là kho mặt nạ, không kém phần long trọng đâu anh em. Nói chung là kho nào thì kho, cô ấy cũng đều sở hữu cho mình những cái trang bị xịn sò con bò. Kho áo xem nào, áo thì cũng rất nhiều. Ui, kéo có hết đâu. Trời ơi, chơi như này thì ai chơi. Đam mê bất tận, người ta gọi là đam mê bất tận đấy anh em. Đó, quần áo cứ bạt ngàn. Giày xem nào, giày thì không có gì. Giày thì nói chung là trong con game này giày nó có cái gì đâu anh em. Ba lô này, ba lô đây là do hợp bát mùa 18 thì phải, đúng không? Uầy, có ba lô này luôn anh em ạ. Ba lô xịn luôn này. Uầy, cái ba lô này, mấy cái ba lô Halloween là hai cái ba lô mình thích nhất, mình quay chứ có ra hết thận rồi anh em, không quay được. À đây, ba lô rồi pass đây. Đây là ba lô Godzilla. À cũng không phải đúng không? Ơi, mình hơi ngu về những cái món trang bị mới. Tại vì không có tiền mà anh em. Xem những cái trang bị này làm gì đâu. Đây mới là mua 8 này. Và đây có một cái ba lô xịn sò con bò. Trời ơi, có ba lô cũng quá trời. Đây là ba lô Spider-Man, khá là đẹp. Có mũ này, quá trời mũ luôn. Mỗi trận ra thay một bộ đồ, một cây súng, một cây mũ và một con xe. Nói chung là ra thay hẳn một set đồ mới luôn. Thế nó nhanh.
Bây giờ chúng ta cùng review qua xe nào. Xe này không có. Xe này cũng có hai con. Ốc thép không có. Có siêu xe đấy anh em. Dacian đây, đây chính là siêu xe cá mập mà đang hot nhất bây giờ đây. Định mệnh, cô ấy cũng sở hữu luôn anh em ạ, không nói nhiều. Và sở hữu một con xe cảnh sát nữa, siêu xe cá mập. Thuộc dạng siêu xe tiền tỷ đấy anh em. Siêu xe này thì không có rồi, mô tô, uầy. Mô tô cũng Godzilla, Godzilla ở đây luôn, định mệnh. Trời ơi, đồ nhiều quá trời. Mỗi trận chúng ta sẽ ra thay một set đồ này, một cây súng này và một con xe, hợp lý. Mô tô này cũng có. Bắc ghi cũng có 4 con. Thuyền cũng có luôn. Không ngoại lệ luôn, xe buýt cũng 4 cái luôn. Và mạ ơi. Quá nhiều. Chúng ta cùng với đến với điệu nhảy đi, điệu nhảy. Cũng hơi nhiều hơi nhiều. Nào, trong này cũng ui trời ơi, nguyên liệu nâng cấp này anh em. Anh em ơi, tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều hay không mà nó thể hiện ở cái nguyên liệu nâng cấp thế này. Là nguyên liệu nâng cấp này là nguyên liệu nâng cấp cho những cái súng mà level cao đấy. Ui, thừa hẳn tận 10 cái cơ. Ui trời ơi, cái này thì 184 cái. Thẻ tạo phòng 48 cái. Trời ơi, Nhi ơi, em làm gì mà chơi game một loại em. Phải nói là phải là một đầu tư nhiều quá vậy. Anh em nhìn nhiều tiền hay không là nhìn vào mấy cái món trang bị này cũng đoán sơ sơ rồi đúng không? Đấy, còn cái kho khủng nhất này, kho súng đây này. Đây mới là cái kho xịn sò này. Ui cha mẹ ơi. Mình sẽ review từng cái nha. Đây là AK, AK Spiderman. Cây AK xịn sò cái rất là đẹp luôn anh em. Trông hầm hố lắm. Rồi ở pass này, cây AK màu mè này. Ui trời ơi. Đây là AK cô ấy sở hữu cho mình, đó là 4 cây. Thì mình cũng đã nói rồi, mỗi trận ta đổi một cây súng đi. M16 cũng sở hữu 3 cây. CK thì ôi thôi. Mười mấy cây đây. Mỗi trận chúng ta sẽ ra đổi một cây. Trời ơi Nhi ơi. Đây này, đây cũng có luôn này. SK nước này. Ui. Tiền nhiều để làm gì? Quá trời đồ. M4 mới là cái gọi là cực phẩm này. Anh em nhìn thấy chưa? Chả có cây M4 nào là không sở hữu cả đâu. Cũng có vài cây nhưng mà những cái cây mà đẹp nhất thì cô ấy đã sở hữu. Đây là cây M4 băng. Level 7, anh em nhìn sáng chói chưa? Level max luôn nha, level max luôn nha. Hè cũng level max, thấy không? Hiệu ứng kìa. M4 vàng. Rồi là các thể loại khác. Trời ơi. Quá giàu luôn chứ không phải là giàu. Đây phải nói là quá giàu rồi. Galoza thì không có. AUG cũng có. QBZ cũng có 5 cây. Bero có 1 cây. Chắc là cô ấy cũng mới chơi từ mùa gần đây thôi. Ui, đẹp nhất vẫn là kho M4 anh em ạ. À, anh em thấy không? Quá nhiều, quá nhiều. Quá nhiều luôn. Level 7 các thứ. Bây giờ thì mình sẽ vào cái kho mà nâng cấp cho anh em xem nha. Cái kho nâng cấp nó ở đâu? Đây. Cô ấy đang nói với mình rằng em chỉ đang chờ cây mỡ. Vẫn ho anh em ạ. Anh em thông cảm cho mình một chút xíu nha. Mình ốm hơi lâu. Đây, cô ấy đang thủ thỉ với mình rằng một câu nhỏ nhẹ rằng là anh ơi, em chỉ đang chờ cây AK nó ra để em quay để nâng cấp lên level 7 mà thôi. Rồi ôi, một câu nói mà như kiểu là cứa bao nhiêu nhát dao vào con tim của tôi vậy. Đấy. Ê, AK thì chưa ra. Đây là cây gì nhỉ? Ủa đây là cây gì? À M24 hình như cũng chưa ra đúng không? Chưa có. Và đây là cây CK của cô ấy. Chỉ mới là level 1 mà thôi. Cây này thì cũng level 1. Cũng level 1. À chưa có luôn đúng không? Ừ đây là chưa có. Mấy cái cây này là chưa có này. SK thì có rồi này.
K98 cũng có rồi. Và nó tận level 7 cơ. À quên, mình chưa review Core Sleep ở trong này. Chú cho mà ơi, mình có một tên review ngu người ở đây. Đây. Đây là kho K của cô ấy. Ui trời ơi. Nhi ơi, ui trời ơi. Định mệnh. Phải sở hữu chục cây K. Đó là một gồm một cây K vàng, một cây K 7 màu và cây K level 7. Và vô vàn những cây K đẹp đẹp khác. M24 cũng đã sở hữu rồi. M24 cũng sở hữu luôn là cây K nâng cấp anh em ạ. Uầy, phải nói là kho nâng cấp là gần như là có hết. Không nói nhiều, đẹp đẹp gái có gì sai. Ở đây thì cũng đã sở hữu hết rồi. Roy Apart thì tí mình review luôn. Win 94 cũng có luôn, không nói nhiều. Đẹp trai có gì sai. Súng bắn tỉa của cô ấy là SKS. Rồi ôi, cũng có luôn VNS này. Mini này. Các thứ. Quá nhiều đồ để ở đây. SMG thì cũng có để nâng cấp hết luôn à. Nói chung là không gì là không có cả. Thế cho nó vuông, nói vậy cho nó tạm giác. Đây. Có hết những cái, nói chung là trang bị đẹp nhất là cô ấy sở hữu hết. Đấy. Quá chất lượng shotgun này. Các thứ luôn. Anh em thấy không? Không có gì là không có cả. Thấy không? DP cũng tận 3 cây cơ. Lục liếc là ui trời ơi. Lục cũng có luôn. Cận chiến. Này, không có gì là không có cả. Ui ôi. Chảo tận mười mấy cái cơ. Ui này, tập nát con nhà người ta. Godzilla cũng đầy đủ luôn. Nỏ cá mập cũng có luôn, không nói nhiều. Đấy. Đẹp. Chị anh em chỉ nhìn cái nick này thôi đã đủ hiểu cái độ đẹp gái của cô gái của chúng ta rồi. Đây bây giờ thì mình sẽ review cái kho nâng cấp này, ngoại trang này. Tất cả đều có trừ cây K98 ra mà thôi. Anh em thấy không? Gì cũng có, gì cũng có luôn. Đấy. Ska thì cô ấy chắc là không bắn nên cô ấy không nâng cấp. Uzi cũng vậy. Và M24 thì cũng vậy, tại vì là nâng cấp K98 rồi thì nâng cấp M24 làm gì đúng không anh em? Đó. Đây, K98 level 7. Đủ các loại hiệu ứng luôn. Ui, nhìn đẹp chưa? Nhìn này. Quá đẹp luôn. Biểu tượng kết quả. Trời ơi, chất lừ. Thông báo diệt đấy. Bắn phát là Nhi 2K đã giết được ai đó. Ui, nó cứ phải gọi là xịn vãi cả đái luôn. Với cây K level 7 của mình. Hiệu ứng diệt cũng có các thứ. Có từ A đến Z. Đó, đây là giết xong thì nó sẽ có một cái hòm như thế này. M4 chỉ có ngoại trang thôi. Đây là M4 hè. Ngoại trang cơ bản. Hủy diệt là có hiệu ứng mấy cái Joker Tepic đây anh em. Level này cũng lên rồi. Thông báo diệt đấy, Nhi 2K đã giết được ai đó. Một cái thông báo phải nói là đẹp trai toàn bản đồ. Bất kỳ ai nhìn vào cũng đủ hiểu là cái độ đẹp trai của Nhi 2K, độ xinh gái của Nhi 2K. Ngoại trang tối hậu, ui dồi ôi, đẹp nhở, anh em thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây, đây là ngoại trang mắc, sẽ có một cái lưỡi thò ra. Quá đẹp luôn. Cây M4 chú hề là cây M4 mình cảm thấy là nó đẹp nhất luôn. Hiệu ứng rồi màu mè, tại vì là với anh em như thế nào chứ với mình là mấy cái câu hiệu cây mà có cái màu mè là mình rất là thích. Và tiêu diệt là cũng có cái hòm như thế này nổi lên. Và tiếp theo là cây M4 băng. Hiệu ứng diệt là có băng nâng cấp lên và thông báo diệt là Nhi 2K đã diệt được ai đó. Cũng hiệu ứng là tỏ ra cho mình là một cái sự gọi là hot girl rồi. Hiệu ứng bắn trúng. À hiệu ứng bắn trúng này thì mình biết anh Tuấn có nên là mình biết. Hiệu ứng này nó sẽ phát sáng ở chỗ người bắn. Đây là tối hậu, băng giá luôn. Sáng chói lóa cái cây M4 này mà mang vào cái map tối một chút ấy. Nhìn đẹp mắc ping luôn anh em. Và đây là hiệu ứng cuối cùng. Bắn nó sẽ rơi ra cái hòm như thế này. Đấy. Sơ qua chúng ta cùng review qua một số thông tin của cô gái này xem nào. Trang phục đang mặc, đang cầm chảo mà thôi. Thành tích thì 2235 điểm voi. Danh thì ui rồi ôi.
Nhi ơi, em chơi này thì ai chơi lại với em đây? Anh em nhìn thấy chưa? Một cô gái không những này, đẹp gái, nhà giàu, game thời trang các thứ, rồi lại còn tay to nữa, như thế này thì ai chơi lại với em? Số trận của cô ấy đó là 208 trận, top 1 là 58, số kill là 890, và tỷ lệ KDA là 5.60. Một tỷ lệ KDA là quá là cao anh em ơi. Một cô gái mà cái tỷ lệ KDA như thế này là cực cao luôn, nó không phải là cao nữa. Anh em thấy không? Quá xịn. Thử xem một số mùa trước thì cô ấy có chơi hay không. Không chơi, không chơi. Không chơi anh em ạ. Mùa gần nhất cũng không chơi luôn, mùa 6, mùa 7 cũng không chơi luôn, chỉ chơi mùa hiện tại mà thôi. Ở đâu mình để nhầm Bắc Mỹ. Đây là mùa hiện tại, mùa 2. Mùa 2 không chơi. Mùa 3 chơi một ít. Mùa 4 cũng chơi ít. Và tay cô ấy cài càng to luôn. Anh em thấy không? Tỷ lệ KDA toàn 2-3 chấm là cao lắm rồi đấy. Nếu mà đối với một cô gái là quá cao luôn. Đây là 4 chấm này. Và mùa 7 là cũng 5 chấm luôn. Uầy. Chất thực sự anh em ạ. Không phải là chất đâu mà chất thực sự luôn á. Đây là một KDA của một cô gái nha anh em. Một cô gái sinh năm 2000. Rất giàu. Kết quả sự nghiệp thì cô ấy cũng top 1 khá là nhiều, như là bắn cũng toàn 8, 7, 9 kill thế này thì làm sao mà. Ui Nhi ơi, anh mà để info em ở đây thì chắc hẳn là rất nhiều chàng trai sẽ đổ dạp tới chân em mà thôi. Đấy anh em thấy không? Quá khủng luôn chứ không phải là khủng đâu. Đấy. Đây là giao diện của một cô gái sinh năm 2000 của chúng ta, với những cái trang bị cực phẩm. Quá đẹp gái Nhi ơi. Như thế này thì ai cũng yêu mà thôi. Ông nào lại bảo không yêu đi. Trời ạ. Đó là một gọi là mình vừa review qua một cái link của một cô bé tên là Nhi sinh năm 2000. Cảm ơn em đã cho anh mượn để có thể chiêm ngưỡng cái độ đỉnh cao của click của em. Và anh em nào thích những cái clip kiểu như thế này, đừng quên. Mình đeo con xe này vào trả cô ấy đã. Siêu xe mà, người đẹp phải đứng bên siêu xe chứ. Con siêu xe đâu nhỉ? Dacian đây, siêu xe đây. Đấy. Đây rồi. Và anh em nào nếu mà thích những cái clip kiểu là review những cái link khủng như thế này thì đừng quên để lại mình một like, một đăng ký kênh và comment ý kiến ở phía bên dưới nha. Anh em muốn làm mình làm gì thì hãy comment ở phía bên dưới, mình sẽ đọc tất cả comment và dép comment của anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại. Mình xin nhắc lại em là Nhi 2K nha. Anh em nào cần info thì cứ comment bên dưới nha. Hi hi. Rất là xinh gái các thứ. Ok, bye anh em nhé.